Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây phần camera kép phía sau của ông Viettel K3 đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của điện thoại Viettel K3 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh cho điện thoại Viettel K3. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tất cả linh kiện trên điện thoại Viettel K3 phụ quá trình thay mới, sửa chữa bị bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới camera mámáy ảnh của điện thoại Viettel K3, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn quý vị và các bạn.